về cái hạt giống này thì chúng ta gì ạ, chúng ta biết rằng là mỗi một cái hình ảnh tạo ra ấy, thì nó sẽ gắn với một cái seed khác nhau. Cái seed này nó là cái ý tưởng cũng như là cái hạt giống đầu tiên để nó tạo ra cái hình ảnh. Cho nên mỗi một hình ảnh nó sẽ có một cái hạt giống. Thì cái hạt giống này nếu như mà chúng ta muốn muốn tạo ra bức ảnh giống nhau thì chúng ta cần phải có những cái seed giống nhau. Bây giờ Huy lấy ví dụ cho anh chị em nhé. Huy lấy ví dụ cho anh chị em này. A cat. Nào. Bây giờ Huy sẽ tạo ra một bức ảnh này. Sau đó là Huy cho anh chị em thử. Đố anh chị em vẽ ra được bức ảnh giống hệt bức ảnh Huy vẽ. Bây giờ là Huy vẽ ra bức ảnh này. Câu lệnh rất đơn giản. A cat, một con mèo. Rồi. Bây giờ Huy cho anh chị em bài tập. Đấy là vẽ ra cái bức ảnh giống hệt con mèo này. Bao nhiêu anh chị em nghĩ rằng mình có thể làm được thì comment là tôi, đúng không ạ? Bây giờ Huy thử luôn cho anh chị em nhé. Thử luôn này. Bây giờ Huy cũng tiếp tục có câu lệnh này. Coi như anh chị em làm đi, được không? Cũng ở két. Nó ra cái gì? Theo anh chị em nó có ra được giống bốn con này không? Theo anh chị em nó có ra có giống không? Có vẻ như là nó không giống đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Nó có hơn 84 tỷ cái biến thể khác nhau. Seed nó có từ 0 cho đến 84 tỷ. 84 tỷ bao nhiêu ấy? Và anh chị em tưởng tượng này, mỗi lần khi mà chúng ta tạo ra một câu lệnh thì nó có khoảng 84 tỷ biến thể khác nhau. Bây giờ làm thế nào để mà mình muốn nó tạo ra cái hình ảnh giống hệt cái hình ảnh mà mình đã tạo? Làm thế nào ạ? Làm thế nào anh chị em? Đấy nha. Đấy. Cách thứ nhất, mình vẫn là ở cat nha. Ở cat nha. Nhưng mà Huy thêm vào đây. Thêm vào đây một cái sheet. Ví dụ như là 1.000. Được chưa ạ? Thêm vào sheet 1.000. Rồi, nhấn Enter. Rồi. Chúng ta sẽ thấy nó ra một cái hình ảnh. Và sau đó Huy có thể tạo ra một cái hình ảnh giống hệt như vậy. Đấy, bằng cách cũng copy đúng câu lệnh này. Rồi, anh chị em để ý nhé. Đây, 93% rồi. Được không ạ? Đấy. Đây nhá. Đây là cái con mèo được tạo ra. Đấy, với sheet là 1.000. Rồi, anh chị em này. Thấy cái câu lệnh thứ hai của Huy nhá. Cũng tạo ra với câu lệnh một con mèo với sheet là 1.000. Anh chị em để ý nhìn hai con mèo này, hai cái ảnh này. Anh chị em thấy cái điều gì không ạ? Điều gì diễn ra đây ạ? Hai cái hình ảnh này là làm sao ạ? Làm sao ạ? Giống không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã biết sử dụng cái mẹo này rồi ạ? Bây giờ Huy muốn vẽ giống y hệt cái hình này thì làm sao? Con này mình không có sheet ở đây thì mình có làm được không? Theo anh chị em có làm được không? Mình không có đưa sheet vào đây trước. À, câu này là gì ạ? Thầy đưa sheet vào trước rồi, thầy cài rồi, cài cái hạt giống rồi. Thì mình lại gọi cái hạt giống của nó ra. Bây giờ mình thêm một cái này nữa nó lại ra khác nhá. Nếu như mà cái câu lệnh của mình này của mình nó khác ấy, nó chỉ là cái câu lệnh cái text này nó khác thì cái sheet nó giống nhau chẳng ý nghĩa gì cả. Được chưa ạ? Cái sheet này nó chỉ có ý nghĩa khi nào ạ? Khi nào cái câu lệnh nó giống y hệt như vậy. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ mình muốn dùng cái muốn muốn tạo ra cái bức ảnh giống hệt con này hoặc là bất kể cái ảnh nào mà mình muốn, bất kể ảnh nào mà mình đã làm trước đấy hoặc là kể cả ảnh của thằng khác, kể cả ảnh thằng khác làm tạo ra giống hệt như thế. Bây giờ ví dụ như là mình vào đây, mình vào new bài, ví dụ như này. Ví dụ như anh chị em copy cái thằng này đi. Thì theo anh chị em là mình có tạo ra được cái hình ảnh giống hệt như cái thằng mà nó đang vẽ này không? Giống được không ạ? Có giống được không ạ? Copy này. Đây. Đây nhá. Ví dụ như cái hình ảnh này mình lưu vào. Mình copy câu lệnh của nó. Nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại sẽ ra một cái khác đúng không ạ?
Tết đấy. Đúng rồi nha. Đây này, hình ảnh như này nhé, nhưng khi mà tạo ra nó lại ra cái khác hoàn toàn. Đó. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để tìm cái sheet của con này. Đấy ạ, mình biết sheet của nó là gì luôn. Mình nhấn vào cái thêm biểu tượng, biểu cảm này, thêm biểu cảm này. Đấy. Xong mình nhấn vào là gì ạ? Envelope nhá. Envelope nhá. Đấy. Thì NV này, envelope này. Đấy, thì nó sẽ ra cái hình ảnh cái gì ạ? Cái bức thư này. Thì mình nhấn vào đây. Đấy, được chưa ạ? Thì ngay lập tức là con Midjourney nó gửi cho mình một cái gì ạ? Một cái tin nhắn này. Đó chính là gì ạ? Đó là chính là cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà gì ạ? Mà nó tạo ra ở đây. Thì ở đây nó có gì ạ? Nó có job ID này. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Nó có cái job ID này. Thì mình đưa vào đây. Đấy anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra hình ảnh khác hoàn toàn. Mình đưa vào đây. Mình dùng lệnh show. Đấy, show job ID này, mình dán cái job ID vào đây. À, cái job ID này của thằng khác nó không cho hiện. Ok. Đợt trước là nó cho hiện đấy, bây giờ tự nhiên nó lại không cho hiện cái job ID của người khác nữa. Chắc là nó gọi là dính cái bản quyền này thế nào ấy. Đấy có cái job ID là nhưng mà bây giờ nó không cho hiện cái ấy nữa. Thôi mình về mình làm cái của mình đấy nha. Thì bây giờ mình lấy cái này, mình lấy cái con này đấy ạ. Đấy mình cũng nhấn vào biểu tượng này đó thì nó ra đây. Đấy thì cái hình của mình ấy thì nó mới cho mình cái sheet này. Anh chị em thấy cái sheet này không ạ? Đấy, thì mình copy cái sheet này nhá. Mình copy cái sheet này. Đó, mình đưa vào đây. Dạ, nhấn image này. Đấy, ở cat nhá. Được chưa ạ? Xong mình dán cái sheet này vào anh chị em nhá. Mình nhấn là gì ạ? Cách cách này, sheet này. Được chưa ạ? Thì cái dãy số này này. Cái dãy số này là 383 triệu. Ở đâu? 3 tỷ 3,8 tỷ 309 bao nhiêu đấy. Đây này, nó hơn 9 số ở phía sau này, 10 số đây này. Nhớ chưa? 3,8 tỷ nói chung là một cái số ngẫu nhiên anh em nhé, một số ngẫu nhiên. Đó, cho nên là chúng ta có tạo ra hàng tỷ lần câu lệnh khác nhau thì nó ra 1 tỷ cái kết quả khác nhau, không lần nào giống lần nào đâu anh chị em ạ. Nhưng mà cho cái chip này vào một cái thì nó sẽ ra cái hình ảnh giống đúng cái hình ảnh mà đầu tiên Huy tạo luôn. Giống đúng cái hình ảnh này luôn. Anh chị em để ý xem. Giống y xì không khác một tí nào, không khác một sợi lông nào luôn. Ở nha, anh chị em xem thấy có đúng không nhé. Đấy là cái sức mạnh của con cái sheet đấy. Đấy, thì mình sẽ tạo ra những cái hình ảnh. À, nó giống đó đây đây nhá anh chị em để ý cái con mèo trắng này nhá, nhìn cái con mèo trắng này nhá, đấy con mèo trắng này nhá, lấy một con để mình ví dụ thôi, anh chị em thấy giống không ạ? Đấy giống ạ, đấy cái con mèo ở số 2 này nhá, đấy xem có giống không nhá, có giống không ạ? Đúng không ạ? Giống y xì đúng không ạ? Con mèo đen này, con mèo này giống y hệt luôn đúng không ạ? Không khác một tí nào luôn đúng không ạ? Kể cả những cái lỗi ở mắt con này giống y hệt luôn, không khác một tí nào. Đấy là cái cách để chúng ta tạo ra cái hình ảnh giống hệt hình ảnh mẫu. Ví dụ như là mình đưa ra một hình ảnh mà mình muốn làm giống cái hình ảnh đấy chẳng hạn, thì mình phải dạng thì dùng cái câu lệnh là sheet đó, được chưa ạ? Ok nha. Thì ở đây cũng có một số cái ví dụ này cho anh chị em dùng cái tham số này, sheet này, rồi là same sheet tức là mình là gì ạ? Tạo ra cái hình ảnh gọi là giống như là cái hình ảnh trước đó. Đó.
Đây này, bình thường là mình sử dụng cái biểu tượng phong bì của đấy, là mình tìm được sheet của thằng khác luôn, nhưng mà bây giờ không hiểu sao nó lại khóa, mình không tìm sheet được của thằng khác, chỉ tìm được cái sheet của mình thôi. Đấy, trong cái quyển này nó có cái hướng dẫn cách để tìm ra cái sheet của cái hình ảnh mà mình muốn đó.